Đấu phá chân khung phần 4 tập 43. Mê Đặc Nhĩ Đảng Sơn cười cười, chậm rãi đi đến đây, khuôn mặt có chút thầm ý dần nói: "Thấy Nham Kiêu tiểu gia hỏa kia như thế nào?" "Cũng không có tệ lắm." Nghe vậy, Nhã Phi lời này là thốt ra. Có điều ngay sau đó, phát hiện gì đó, đích nàng vội vã ngừng miệng. Con ngươi nhìn chằm chằm Đảng Sơn, nhẹ giọng nói: "Đại trưởng lão, ngươi nói như vậy là có ý gì?" "Khụ khụ, ta cảm thấy rất là hài lòng, ta cũng không có chút phản đối." Mê Đặc Nhĩ Đảng Sơn cười rồi nói: "Nghe đại trưởng lão nói như vậy, hai gò má của Nhã Phi nhất thời đỏ lên, nhìn thấy rất là quyến rũ." Nhã Phi vội vàng nói: "Đại trưởng lão, ta đối với Nham Kiêu cũng không có cái loại tình cảm này, chỉ là cùng hắn là bình thường bằng hữu mà thôi." Mê Đặc Nhĩ Đằng Sơn cười cười: "Không cảm tình có lẽ là có thể bồi dưỡng. Ngươi hẳn là cũng biết, thân là người trong gia tộc cũng rất ít có hai bên tình nguyện. Nhưng nếu như ngươi cùng với người đó hợp nhau, vừa lại có lợi ích cho gia tộc thì đó là chuyện rất là hạnh phúc. Có thể nói khó nghe một chút, trước khi Nham Kiêu xuất hiện, bên trong gia tộc đã lựa chọn người thích hợp với ngươi, đó là Mộc Chiến. Bởi vì nếu hai người làm đám cưới thì đổi lại hai cái gia tộc mà nói thì đó là một kết cục rất tốt." Nghe vậy, chén rượu trong tay Nhã Phi hờ run lên. "Ây!" Nhìn phản ứng của Nhã Phi, Mỹ Đặc Nhĩ Đằng Sơn thở dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai của nàng đi trở về đại sảnh. Hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng, Nhã Phi cúi đầu nhìn chén rượu hồng, khuôn mặt cực kỳ là quyến rũ động lòng người, giờ phút này lại là chứa một nét thoáng hiện ra làm cho đích bởi vì chi tâm vỡ đích nhảm nhạt là đau thương. Nhã Phi biết theo như lời Đằng Sơn nói là không giả, mặc dù ở trong đại gia tộc như vậy cũng rất là thuận lợi, có điều đồng thời cũng là mất đi rất nhiều thứ, nàng cũng không có thiên phú cùng với vận may như là Lạp Lan Yên Nhiên. Bởi vì tại Vân Lam Tông thân phận có thể dễ dàng thoát ra khỏi trói buộc của gia tộc, cho nên năm đó nàng có thể không kiêng lẻ gì đi vào Tiêu gia thối hôn, mà Nhã Phi cũng biết chính mình cũng không có cái loại năng lực này. Ngọc thủ hoàn tại trước ngực, Nhã Phi nhẹ nhàng ngồi ở trên thềm đá, gió đêm lạnh lạnh làm cho nàng có chút nguội lạnh trong lòng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời. Một lúc sau, cặp mắt mê người của Nhã Phi đột nhiên hơi hơi là cong lên, giống như là hồ ly nhãn lóe ra khôn khéo cùng với hấp dẫn. Không muốn bị gia tộc nắm trong tay, vậy cũng chỉ có nắm trong tay gia tộc. Nhẹ giọng lì non, đôi mắt đẹp của Nhã Phi nhìn chằm chằm chén rượu hồng, bên trong đó gò má quyến rũ động lòng người. "Ta không có thiên phú tu luyện như Lạp Lan Yên Nhiên, nhưng mà gia tộc của ta chính là chuyên về buôn bán, lấy năng lực của ta đi tới cái vị trí trưởng quản xá giống như là cũng không khó." Khẽ lắc lấy ly rượu, có thể ở tuổi này mà có thể trở thành trưởng quản phòng đấu giá của gia tộc, quả thật là thiên phú của Nhã Phi không thể nghi ngờ. Dù sao trên thế giới này cũng không thiếu người tay trói gà không chặt, nhưng thủ hạ lại là tụ tập hàng nghìn hàng vạn trung thành cường giả. Nghe tiếng vang thanh thúy, Nhã Phi khóe miệng cong lên đường cong mờ, mị hoặc thiêng thành, quyến rũ động lòng người. Giờ phút này nàng so với lúc trước không thể nghi ngờ càng thêm xinh đẹp. Trong lòng của Nhã Phi một thứ gì đó mọc rễ lẩy mầm, từ phía sau của nàng vang lên một âm thanh như là hòa quen thuộc, làm cho nhất thời trong lòng của nữ nhân lặng lẽ đích xúc động một chút. Ngoài trời gió lạnh cũng không sợ ngã bánh. Đột nhiên quay lại, Nhã Phi ngây ra nhìn gương mặt trong lớp dịch dung cực kỳ là tầm thường, giữa lúc hoảng hốt chớp mũi có chút là phát ế ẩm, nhẹ nhàng sờ cái mũi, Nhã Phi hai tay lôi kéo hắc bào, thân thể mềm mại hướng về bên trong, cảm giác ấm áp nhàn nhạt, hàng mi thon dài chớm chớp. Nhã Phi khẽ cười nói: "Hoàn thành rồi." Tiêu Viêm cười gật đầu, ánh mắt đảo qua khuôn mặt quyến rũ động lòng người, có chút kinh ngạc. Không biết vì sao hắn phát hiện ra Nhã Phi hiện tại so với vừa rồi thực sự là thêm có chút gì đó, hơn nữa cũng là càng làm cho người ta mê hoặc hơn. "Người không sao chứ?" Tiêu Viêm nghi hoặc hỏi. "Ta không sao." Hướng về phía Tiêu Viêm đẹp đẽ mở trừng hai mắt, Nhã Phi cười dài rồi nói: "Vậy được rồi." Gật đầu, Tiêu Viêm ẻo oải ngáp một cái, ánh mắt liếc qua đại sảnh vẫn là như cũ láo nhiệt, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng mà những người này cũng thật là vô cùng dỗi việc. "Quên đi, chịu không được, ta phải đi về, ngươi cũng đi cùng ta chứ?" Lần nữa ngáp, Tiêu Viêm đối với Nhã Phi thuận miệng hỏi. "Được." Nghe vậy, Nhã Phi vừa định lắc đầu cự tuyệt, song Dương Ngọc thủ nhẹ vỗ lên trên hắc bào, chậm chờ một chút, dĩ nhiên là gật đầu đáp ứng. Đứng dậy, hai người mới vừa là chuẩn bị rời đi khỏi nơi này, sắc mặt Tiêu Viêm có chút ủ rũ, lại chợt biến đổi, chợt đột ngột quay đầu nhìn hướng tây bắc Bích Đế Đô. Nơi đó hai cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên phóng lên cao. Hải Ba Đông, lão gia hỏa này mất tích 2 ngày, như thế nào cùng với người khác lại tới, nhìn một cỗ khí thế khác, thực lực dĩ nhiên là không thể so với hắn thấp hơn. Cùng Hải Ba Đông từng liên thủ chiến đấu, cho nên Tiêu Viêm đối với khí thế của Hải Ba Đông cảm thấy rất là quen thuộc, lập tức phân biệt ra, mà càng làm cho hắn sắc mặt khẽ biến, là một cỗ kinh khủng khí thế cứ như là không thể so với Hải Ba Đông yếu hơn. Tại lúc Tiêu Viêm đang thì thào thì hai đạo bóng dáng hung hãn từ bên trong đại sảnh đi trong bắn ra, chợt xuất hiện trước người hai người Tiêu Viêm. Nguyên lai hai đạo bóng dáng này chính là Lạp Đan Kiệt cùng với Mễ Đẳng Nhĩ Đẳng Sơn.
Phía sau hai người, Lạp Lan Kiệt là Mộc Chiến cùng với Lạp Lan Yên Nhiên cũng là cùng nhau đi ra, sắc mặt kinh ngạc nhìn phía hướng tây bắc. Đấu Hoàng cường giả cũng liếc mắt nhìn nhau một cái, Lạp Lan Kiệt cùng với Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn sắc mặt tràn đầy ngưng trọng. Nghe thanh âm hai người Lạp Lan Kiệt, Lạp Lan Yên Nhiên đám người sắc mặt đều cảm kinh. Đấu Hoàng cường giả, vậy cơ bản đều là đế quốc đỉnh cao cường giả. Không nghĩ tới tối nay hội tụ nhiều như vậy. Nào, đi xem một chút. Lạp Lan Kiệt cùng với Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn không hẹn mà cùng nhau bắn lên không. Hoa Mỹ đấu khí hai cánh ở sau lưng nhanh chóng ngừng kết, sau đó hóa thành hai đạo quang ảnh, nhanh chóng bộc phát khí thế mà bay vút đi. Trong hoàng thành đột nhiên xuất hiện ra hai loại cường giả cấp bậc này, nói sao bọn họ không cẩn thận đối đãi. Ha ha, chúng ta cùng đi nhìn một cái, Đấu Hoàng cường giả. Mặt lộ cuồng nhiệt nhìn Lạp Lan Kiệt và hai người biến mất. Mộc Chiến bàn chân đạp nhẹ một cái, thân thể nhanh chóng bắn về phía lóc nhà, chợt giống như là châu chấu bình thường, bắt đầu nhảy ra chạy lướt rút trên phòng ốc trong thị thành. Phía sau hắn, Lạp Lan Yên Nhiên, Liễu Linh đám người cũng là cùng thi triển thần thông theo sát đi lên. Đấu Hoàng cường giả lúc này chiến đấu, không phải muốn gặp là thấy. Tiêu Viêm khẽ cau mày, Hải Ba Đông là hậu thân phù của hắn lên Vân Lam Tông hộ, cho nên lão tuyệt đối là không thể xảy ra sự cố. Nói một cách khác, làm cho Tiêu Viêm một mình một người đi đối mặt với Vân Lam Tông đại quái vật kia, thật sự là làm cho người ta rất đau đầu. Người ở chỗ này, cảm nhận một chút, ta cũng qua nhìn một chút. Trầm ngâm một hồi, Tiêu Viêm quay đầu đối với một bên Nhã Phi rồi nói. Nhã Phi cũng biết phân biệt chuyện nặng nhẹ, nhu thật gật đầu, không có ngăn trở. Mũi chân điểm nhẹ lên trên mặt đất, Tiêu Viêm mạnh mẽ nhảy lên lóc nhà, sau lưng khẽ rung lên. Sau đó mọi người trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Viêm đang đem Tử Vân Dực chuyện hoán đi ra, khẽ nhếch môi đỏ mọng nhìn Tiêu Viêm hóa cánh bay lên. Trong đôi mắt đẹp của Nhã Phi hiện lên đầy vẻ khó có thể tin tưởng. Hai cánh vừa hiện thân, hình Tiêu Viêm trong nháy mắt hóa thành một đạo quang ảnh, sau đó phóng đi hướng tây bắc, bắn mạnh đi như là truy kích đuổi nguyệt. Hắn dựa vào đấu khí hóa cánh. Mộc Chiến đang ở đỉnh nhảy ra, nghe phía sau vang lên tiếng xé gió, vội vàng quay đầu vừa nhìn, chợt đó là người ngốc nhìn Tiêu Viêm phe phẩy hai cánh nhanh chóng bay vút mà qua. Mẹ khiếp, người này là đấu vương cường giả, điều này sao có thể? Giống như là người ngốc đứng ở trên lóc nhà, Mộc Chiến ngây ra nhìn Tiêu Viêm biến mất. Một lát sau, quay đầu sang nhìn phía sau, đích Lạp Lan Yên Nhiên đám người cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Gặp quỷ, trong trời đêm đen kịt, mấy người tuổi trẻ phát ra nghi hoặc căm giận tiếng mắng. Trên bầu trời đêm, hai đạo thân ảnh bay vút qua như là sao xẹt. Lạp Lan Kiệt và Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn mặt trầm như nước, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú về phía tây bắc xa xôi. Nơi đó giống như là khu lăng mộ của hoàng thất, ngày thường cực kỳ vắng vẻ, không ngờ đêm nay bỗng nhiên là có thể gặp hai tên đấu hoàng cường giả. Xuống quay đầu lại nhìn người đang phi hành mà tới cách đó không xa, ngạc nhiên rồi nói, đây là Nham Kiêu sao? Hắn sao lại có khả năng đấu khí hoàng cánh như thế? Lúc Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn quay đầu mà lúc Lạp Lan Kiệt bên cạnh cảm thấy được chấn động trong không khí, vừa quay đầu lại nhìn, trên lẽ mặt xà lùa cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Đương nhiên mặc dù trong lòng kinh dị, hai người dù sao cũng không phải là tuổi trẻ như là Mộc Chiến, bọn họ hiểu biết rộng rãi, cũng không đến nỗi là thất thố. Mặc dù sau lưng Tiêu Viêm xuất hiện ra hai cánh, nhưng mà khí tức của hắn cũng chỉ là tiếp cận với cấp bậc đấu sư mà thôi. Lão già, không biết ngươi có nhớ rằng có một loại đấu kỹ thất truyền hay không? Tốc độ dần chậm lại, Đăng Sơn nhìn Tiêu Viêm đang đổi theo rất nhanh, bỗng nhiên quay lại nói với Lạp Lan Kiệt. Ngươi nói chính là đây là một loại đấu kỹ phi hành hay sao? Hơi sửng sốt một chút, Lạp Lan Kiệt chợt bừng tỉnh rồi nói. Ừ, không nghĩ tới Nham Kiêu tiểu hữu sau lưng lại là cường đại như vậy. Có cả phi hành đấu kỹ đã thất truyền, lại có thể đổ dỡn như thế. Xem ra sư phụ sau lưng hắn thực lực rất là cường đại. Đăng Sơn nói một cách có thâm ý. Ừ, Lạp Lan Kiệt gật gật đầu, bất giác lại càng xem trọng Tiêu Viêm hơn trước. Hai vị lão gia tử tốc độ chậm như vậy, qua một chút nữa thì chỉ sợ chiến đấu kết thúc mất rồi. Hai cánh rung lên, Tiêu Viêm xuất hiện phía sau lưng hai người cười dài rồi nói. Không ngờ phi hành đấu kỹ thất triển đã lâu, hôm nay lại là xuất hiện ở trên người của Nham Kiều tiểu hữu, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Đăng Sơn cười rồi nói. Nghe Đăng Sơn nói ra lai lịch của hai cánh trên lưng của mình, Tiêu Viêm hơi kinh ngạc một chút, nhưng rồi lại thấy thư thái. Mấy lão gia hỏa này đã sống hơn nửa đời người, những chuyện đã từng nghe thấy đương nhiên là phải xa so với loại tiểu bối như hắn. Có nhận ra phi hành đấu kỹ cũng là bình thường, tiểu tử chỉ ngẫu nhiên có mà thôi, toàn là nhờ vào vận may cả. Tiêu Viêm cười cười, chợt nhìn về phía tây bắc nói, hai vị đi thôi. Dứt lời, hắn liền vỗ mạnh hai cánh bay tới. Được rồi, hai người bọn Lạp Lan Kiệt gật đầu, cánh sau lưng vừa động đã theo sát Tiêu Viêm. Sau khi ba người, Tiêu Viêm đã đi không lâu, phía sau bọn Mộc Chiến mới thở hổn hển mà xuất hiện. Nhìn ba đạo lưu quang mơ hồ là cuối chân trời, bọn họ đều bất đắc dĩ lắc đầu. Có tốc độ của đôi cánh quả nhiên là làm cho người ta không thể theo kịp. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nội cho mình nhé. Cũng như là nếu như em thấy quảng cáo thì đừng quên kích vào ủng hộ cho mình những gói mì tôm hảo hảo thơm ngon bổ dưỡng.
Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chuyện chương đấu phá thương khung phần 4 tập 44 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh channel NTG. Cuối cùng thì mình, NTG, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!